Má nghĩ sao mà người ta nhau mà người ta mua bao cao su chi chờ xài bao cao su chi không biết lý do để xài mẹ bong bóng đi, trời ơi tốn đâu có nhiêu tiền đâu, bao su nó tốn 5-6 ngàn của ta à. Tao không biết ở trong đầu mày đang suy nghĩ cái quái quỷ gì nữa thiệt luôn. Tại sao mày nghĩ là tại sao là bao cao su á khả năng nó phải dai bong bóng rồi à. nếu mà không được tao mày ra một cái cá cược đi. Ok chơi thử nghiệm coi nào dai hơn nào nè. Tao không, trưa nay đâu có ngán ai đâu trời à. Thích thì chơi chứ thôi này chơi không cái vậy lộn cái bàn đó giờ anh em chơi có tiền bạc nhau đâu muốn chơi tiền đúng không? Tiền cái gì? Tiền cái gì? Mày nói cá mà mày nói cá thì tiền chơi gì? Mày nè tiền mày muốn tiền cái gì? Tiền cái gì hả? À. Muốn nữa không? Mày muốn tiền cái gì? Được hả? Được ok mày bảnh bỏ mày chạy mày có tiền ha. Mở hòm là có mày chạy mày có tiền ha. Đây nè mày tưởng mày giàu mày có wow. Quá xe tao đây nè, chơi với mày cái xe luôn. Wow, nay mày chơi lớn như ta. Nãy chính chủ không đó. Giờ nè, thế lại chơi nè, tao sẽ lấy một cái bao cao su với một cái bong bóng, tao bơm lên cái nào bể trước. Giờ mày là bao cao su được chưa? Ok. Tao là bong bóng. Ok. Ok. Thằng nào thắng thẳng gom hết đây nha. Yeah. Có điều kiện phụ được không? Không gì. Thằng nào mà thua nước bao cao su. Bỏ đi, không được. Ok, đây tao đang nói đùa, đây tao đang nói đùa đi. Rồi, ok. Chơi đi. Ok, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Miu Sao Hành nha. Trên này của mình có rất nhiều là bong bóng đủ các loại màu sắc luôn nè các bạn ơi. Và ống hơi nè, van hơi nè, mình đã chuẩn bị đầy đủ đây rồi ha. Sắp sửa cho một cuộc thi sắp tới nè. Cuộc thi ăn tiền lấy liền luôn nha. Rồi giờ bắt đầu, bây giờ mình sẽ nối các ống hơi. Đó, cái này mình sẽ nối... À không phải, nối lộn nè. Đầu tiên cái này mình sẽ nối với cái này nè. Nha. Đúng không? Rồi á, nối với cái ống bơm nè. Rồi. Giờ cái này mình nối với cái ngã ba đường. Đúng rồi, đây là ngã ba đường. Ngã ba đường tinh. Đó, nối hai bên nha. Giờ mình sẽ có dây thun ha. Có dây thun. À các bạn ơi, một thứ nữa rất là tế nhị, rất bí mật mà mình giấu nãy giờ không dám đưa ra, mình bật mí cho các bạn là mình phải bịt tới 4 cái khẩu trang để mình đi mua nha. Đây, tên. Chính xác, đó là 3 con sâu. Tên. Xin gom các bạn ơi. Rồi, tháo đi. Rồi, bây giờ... Rồi, cái này cho mình. Mình thử một cái thôi. Lấy cái đó là chi ông nội. Về thổi. Bây giờ bạn sẽ cột bên bong bóng. Mình sẽ cột. Mặc dù bạn là ghê quá đấy, trơn quá. Cường ơi trời ơi. Trời ơi kìa, cái đó mình đã lấy tiền. Mấy bạn thấy mấy hình ảnh nó nhạy cảm không? Mấy bạn thấy nhạy cảm quá, lấy tiền là phải chịu dơ đúng không mấy bạn? Là tuốt ra hết cỡ luôn. Dài tới đây nha, dài tới đây dữ rồi. Cái này bao nhiêu xăng? Mày ăn khoai lang ăn gì dữ vậy? Tao thì chắc tới nữa thôi. Rồi ok đi, vô đi. Lẹ đi, tiền tươi. Lấy tiền là phải nhanh gọn lẹ. Bên này là bong bóng nè. Bên này là ba con sâu nè. Để phụ bạn cho. Nè lấy băng keo hai mặt là ngon hơn các bạn. Miu xe bình ơi. Băng keo hai mặt nó tụt. Thôi bạn Miu xe bình gọt đi. Trời ơi. Ơi. Hai mình chỉ còn thiếu dầu ăn thôi đó Cường ơi Cường. Đó dầu ăn có sẵn trong đây mà, trong đây có dầu ăn mà nhớt hay là gì á. Đây nó lấy đồ thiệt nó làm. Rồi ok. Đây là lấy nhớt thiệt nó làm. Tôi nghĩ nó cách cho power á. Không nhớt thiệt luôn á, không phải là nhớt nhân tạo. Nhớt xe. Nhớt trong người á. Đâu ra nhớt trong người. Bạn biết ở đâu lấy lít nhiều chỉ tôi đi lấy coi. Rồi tới lượt bong bóng. Lựa cái bong bóng nào mà nó không bị lủng á.
màu tím xui lắm bạn ơi, mình chơi mình thích mình lựa đây, mình lựa màu hồng cho nó hy vọng rồi nè, màu xanh hy vọng rồi nè, đúng không? À, xanh hy vọng đi, màu tím hay tím liệm quá, nó lủng rồi thấy không bạn ơi, điểm màu xanh này, trời ơi mình mua cả tấn mà lo gì, clip đầu tư cả nửa tỷ mà, nè cột đi. Chà, gây cấn quá ta. Chưa biết ai mất tiền đây nè. Các bạn thông cảm nha, tại vì là ở ngoài đường lộ á, cho nên xe hơi chạy có tiếng ồn xíu. Nè đúng ra phải đưa vô khách sạn làm mới đúng. Tôi tính rủ vô khách sạn làm mà nó không chịu. Quá tôi uống lít dầu ăn. Ê mắc ra giùm tôi. Đâu vậy, gì dính đùi vậy? Thắt đi. Rồi. Lồn rồi, chưa, thêm vòng nữa đi. Để hơi đang bơm nó tuột. Rồi, bây giờ bạn giữ tôi bơm hay tôi giữ bạn bơm? Bạn thích bạn chọn con đó là bạn bơm hay tôi giữ cho. Bởi cần giữ hai cái đầu nó không tuột đâu. Rồi nha, quý vị coi nha, cuộc chiến giữa hai đội, một đội là bao su và một đội là bóng bóng nha. Yeah. Bạn bên nào nói lại, bạn bên nào? Rồi. Là bóng bóng. Rồi. Sao bên này nó lên dữ vậy ta? Tôi nghĩ là do định luật của vật lý là do cái hơi dài quá dẫn tới là bao cao su mỏng thì nó thổi lên được. Còn tới cái bong bóng dày quá là đúng được bạn ơi, vậy là chuyến này chắc tôi lấy tiền của bạn quá. Lên to lên nào, to lên nào. Bạn đội bao cao su mà bạn mất tiền mới đúng chứ. Vậy hả? Rồi. Chết tôi rồi. Rồi. Dần rồi. Bà mẹ nó mỏi tay quá. Chắc bỏ xuống đất vô luôn. Bạn kiếm tiền làm vậy bạn ơi. Má lấy được 10 triệu của bạn chảy là khó quá. Ôi, cái này không lên rồi. Sao kỳ vậy? Hiểu sinh lý gì vậy? Rồi. Tranh luôn. Rồi. Rồi tới bạn vịnh của tôi bơm nè, tôi bơm rút cái là lát hồi nó nổ luôn nè. Rồi, đưa đây tôi vịnh. Tôi nghĩ tới đây biết ai thắng ai thua rồi đó bạn ơi. Thôi tới bạn vịnh đi, tôi rút cho bạn cái nữa nè. Khỏi vịnh, để vậy là được rồi. Bạn vịnh của tôi bơm, phần 2. Nó nổ tét mặt luôn á. Trời ơi, chanh luôn, không có nổ. Quá dài bạn ơi, đúng là dài thiệt. Đưa ra xa, đưa vô mặt tôi vậy bạn. Chết là chết chung. Well. Tiền đâu rồi? Vậy là cuối cùng mình đã tập rồi bạn ơi. Ăn tiền rồi mấy bạn ơi, Trời ơi, quá trời quá đất chứ. Nè ăn tiền rồi. Một nhỏ luôn, trời ơi. Không rồi. Mẹ. Thấy gì chưa? Ăn tiền rồi. Về nha. Bye bye nha. Vậy là cuối cùng mình đã tập rồi bạn ơi. Chơi luôn cái trái này luôn đi. Chơi luôn trái này cho nổ luôn đi, sẵn lấy tiền. Trái kia, cái này là giao lưu, còn cái kia là ăn tiền. Nó không, tôi nói ngã ba nó không lên đúng rồi. Thiệt sự là do các bạn biết sao không? Sống hơi dài quá cho nên cái kia thì mỏng á. Chỉ là hơi bơm một bên thôi, còn chia ba bên thì nó không chịu, nó không có đủ hơi. Tôi nghĩ là quậy đúng rồi, thằng kia nó không lên rồi. Nó cho mày nổ luôn. Đền bù những gì ta đã mất. Phải đi. Bể đi. Sao lâu bể quá vậy? Bể đi. Quá nổ như pháo luôn. Vậy là cuối cùng đã nổ rồi bạn ơi. Ok, giờ cuộc chiến này đã. Tôi vừa mất tiền và tôi vừa mất sức. Mày hi ma là nhân vật chính ở đây mày nói hoài. À, ok các bạn, vậy là cuộc chiến của tụi mình là biết rõ ai thắng ai thua ha. Ai là người lấy tiền và người mất tiền ha. Là hiện tại là tôi có xe nè, có tiền và tôi thêm được một giỏ tiền nữa, là chiến này là tôi giàu luôn rồi.
Ok, và video của mình xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe, chia sẻ cho nên chúng tôi nha. Bye các bạn. Các bạn trong các video sau. Bye bye.